Rồi quý vị ơi, bonsai 444, một cây trang đỏ nha, đó nhiều. từ dưới gốc cao lên là 3 tấc nha, 2 tấc 8 nha, 250 bao ship nha quý vị. Gốc của nó nè, tôi cầm trên tay nè. Rồi ok nè, cái tàn của nó nè, 250 mà bao ship nha, vậy tôi còn có 200 thôi nha. Mấy cái này là coi như cuối năm bán lỗ luôn cho nó vui nha, đó vậy mới thú vị nha. Đó. Rồi 250 nha, bao ship luôn nha, quen ship code lại chuyển khoản trước nha quý vị. Đó, vậy đi, nó ra bông mà đậu trái luôn nữa nè. Rồi 250k, một cây trăng đỏ, cái này về vô phân đồ ha, xịt atunit đồ lên là nó ra bông đỏ chót cây luôn nha. Rồi xuống luôn.